Rồi bây giờ tới chỗ rồi cả nhà ơi. Đây bây giờ hai chú cháu có một đi bắt dập nha. Đây một nhân dân xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay hai chú cháu tiếp tục đi bắt dập cả nhà ơi. Mình hôm nay mình trải nghiệm trong rừng coi. Hôm nay là bắt dập có mình sẽ nướng ăn trong rừng luôn nha. Mình nướng ăn chút ít, còn chút ít thì nhiều quá thì mình đem về mình bán. Thực tế á. Ok chưa? Không biết hồi tối là nước có ngập rừng không đây. Bữa nay đi cũng hên xui thôi cả nhà. Nếu mà nước ngập rừng quá thì mình bắt có thể không có đó. Đây, trong quá trình mình đi vô trong khu rừng này nè cả nhà. Đó, vô trong đó đó. Mình sẽ kiếm dọc. Đây, bây giờ cả nhà cùng đồng hành với hai chú cháu Mộc nha. Một lát mình ra bờ đê này nè. Mình sẽ nướng dọc nghe Vinh. Hai chú cháu bữa nay trải nghiệm trong rừng luôn cả nhà. Cũng lâu lắm rồi không có đi bắt dọc lại. Mà không biết có thật có là được may mắn hay không. Nhìn nay cũng thèm dập rồi cả nhà. Kêu một á là bắt xong có rồi nướng trong rừng ăn luôn. Ủa nước ngập hay gì anh? Hay là nước mưa? Mưa. Nước mưa quá. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô khúc này đi rồi sẽ thấy dập và một sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Kiếm gì mẹ vậy? Đây cả nhà, đây một con dập này cả nhà. Giờ bên đây một con nữa. Đó, con này hơi nhỏ, thả lại bắt con này. Đó, tiếp tục đi kiếm được con đó. Mới bước xuống là được con rồi đó. Nên con cái này chứ đâu đục đúng rồi luôn nè, coi còn thở luôn đó. Con này thôi chắc chết rồi quá, đập vô cây á. Ủa, con rồi. Nhà bóng mà ơi lúc lắc mà lúc lắc chết rồi. Chết rồi. Mưa quá. Nó lội lên luôn. Lội lên luôn, giờ xuống không kịp, chết. Đây, một con cái này dưới đây. Đó. Ôi, con này nhỏ dữ vậy? Đó, đó được. Cái này ngon, cái này nếu mà luộc á. Luộc, bắt lại dành luộc luôn đi. Luộc chấm nước mắm á. Đâm chén mắm lên luộc, khỏi chê. Không phải nhìn tướng dập không đây cả nhà ơi, mình phát hiện đây được một con ở bên kia, con nó đang lú lên cả nhà. Hai con này cũng to à. Đây để mình bắt lên một con, đây một con nằm đang nhô xuống nè. Hai con cả nhà ơi, đó hai con bự rồi, tiếp tục quần. Đây nè cả nhà, vòng vòng đây mà mình thấy cũng bộn cả nhà. Đây con, bắt con này trước đi. Rồi bên đây mình mới thấy con đâu rồi. Đây đây, đây một con cả nhà. Hai con. Đây con nữa. Ba con. Rồi trong trong kia trong đây nè. Trong gốc cây nè. Mình thấy một con này nữa. Hai con luôn. Bốn con. Năm con luôn cả nhà. Vòng vòng gốc nước nè. Năm con. Đó. Để mình kiếm coi có nữa không. Rồi đang con nữa hay gì nè. Sáu con mà con này nhỏ quá. Thả lại. Năm con. Rồi bên kia con nữa. Sáu con. Ôi bên đây con nữa. Bảy con. Quá trời đã rồi. Vô rồi chú mọi. Ở bên trong nước con nữa. Tám con. Trời ơi nãy giờ có vòng vòng. Vòng vòng cái nước này không. Trời ơi, bên kia con nữa. Để mình bỏ. Tám con, chín con. Tao hồi đây mới thấy con nữa gì nè. Thấy con nữa nhỉ. 10 con. Ôi. Có một dòng gốc nước này không ngờ mà mình làm sơ sơ là 10 con á. Để dòng kỹ rồi còn nữa không? Đó, đây con nè. Đó. Vậy là thôi. Ở dưới đây con nữa. To không ạ? 11 con.
to to không mày ơi. Ừ. Ủa, quá đã rồi cả nhà ơi. 11 con. Kiếm nhìn vòng này có nữa ạ. Làm như trong đây có nước nó lồi lên dễ thấy hay vậy. Đó, ở đây con nữa. Bữa mình đi khô. 12 con. Quá đã. Ở bên kia con đang nhồi xuống nữa. 13 con này to ạ. 13 con cả nhà. Mấy con đây nữa. Vô rồi. Vô một khúc luôn. Ôi, đạp dập nữa. Trời ơi, đạp dập bự luôn. 14 con. Vô đây là bắt dập. Chỉ điếm ở bên kia nữa kìa. Ôi, để mình bỏ dập này. Nhìn xa là thấy à. 10 hả? Ở đây 2 con luôn. Đó. Trời ơi. Quá trời ơi. Mê quá. Quá mê. Có một vòng vòng cái gốc nước bự không ở nằm vậy cả nha. Vô. Kiếm mình vòng này còn nữa. Mấy con chứ một? 6 con. Ghê vậy? Qua đây làm 6 con rồi đó. Chú một qua sau rồi chú một làm được 6 con cả nha. Rồi để mình quành lại mình bỏ dập vô. Mình đi quăng tiếp. Nhìn vòng đây còn nữa chắc luôn. Mà mình không thấy. 7 con. Ghê vậy? Đó. Có cái gốc nước bự này không nè. Mà làm như đây. Ôi ôi. Mê quá. Quá đã cả nhà ơi. Rồi. Hả? 7 con rồi. Ghê vậy? Đâu ở đây bỏ vô. Đây là 7 con nè cả nhà. Nè cầm mấy con bỏ vô. Nè còn làm được 7 con nè. Vinh làm mười mấy con ở đây nè. Nè 1 nè 2 3 4 5 6 7 con. Còn Vinh làm 9 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 con một cái ốc nước 2 mấy con 23 con. Ghê chưa? Ghê thiệt. Rồi. Thiệt. Mình sẽ đi tìm tiếp. Vòng mấy con nữa. Thì đi vòng vòng thế thôi. Đừng có đi xa. Đây con đó nè. Một sẽ qua đây là một sẽ thấy vậy nè. Nó nằm dễ thấy lắm một. À, thôi mà con này nhỏ quá. Mày thả đi cả nhà ơi. Thả cho sống đi. Đây, con này nè. Đây con này mới bự nè, bắt nè. Đó. Mình sẽ bỏ cái con nhỏ này xuống, cho nó xuống đất để nó chết. Cái này dễ thấy mấy bữa kia mình đi bắt nữa. Ừ. Nằm chỗ thì có nước không thấy con dọp, nằm chỗ như chỗ này thì nước càng ướt là trời ướt con dọp. Mưa lú lên luôn cả nhà. Nè, lú luôn hai con cho này hai con luôn. Đây, một con à, lú lên luôn nè. Đó, con nữa nè cả nhà. Như chỗ này thì mưa nước có nước mình dễ bắt. Đó. Dọp to to không? Ở trong đây con nữa nè. Thôi. Gốc nước nãy giờ mà một cái Vinh bắt chưa hết á cả nhà. Nè. Đi vòng quên được 3 con nữa. Trời trong đây nữa nè. Sao nó gồng gì đây quá trời ơi. Nè cả nhà. Đó. Nãy giờ gốc nước nè, dấu chừng Vinh đi đó đó. Đó, dấu chừng Vinh này, dấu chừng Vinh này cả nhà. Nè, nãy giờ nè. Một đi vòng vòng trở lại. Cái con này có bắt này. Nhiều cái chừng Vinh không ạ? Nãy giờ một chưa có đi xa được cái khu nước này, góc nước chỗ này cả nhà. Đây một con, hai con nè, đây con nè, ba con nè. Nó lội lên kìa. Đó. Đó. Chỗ này ba con nè, một đi chưa khỏi cái góc nước nãy giờ một viên bắt mà. Nè. Cái đống gặp một gom lại nè. Đó, nãy giờ còn quăng đó đó. Đó. Cho nhìn lại nhìn làm bỏ vô. Đây con nữa nè cả nhà. Mê không? Đó. Hồi bữa nay vô luôn rồi. Bữa nay vô tình hai chú cháu đi vô luôn cả nhà. Này có nước ngồi bò bò thôi chứ. Lết 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 đi á chứ còn đâu cần đi vô cả nhà.
bữa nay chắc vô sâu quá cả nhà, đây con lòi lên nữa nè, đó, đây con nữa nè, cả nhà, rồi, con nào thấy to to không cả nhà ơi, đó, mình dình bánh nó thấy nó lao nhau chào bánh rồi, ôi con dập này mới bự nè, ôi con dập, đó, đó, đã chưa, thôi, bữa nay vô ngay, cái cù này vô trúng luôn rồi cả nhà ơi. Có vỏ ai chạy vô Vinh? Có một cái vỏ chạy vô nữa cả nhà. Trần Tâm với Nghĩa. Trời, trời ơi thôi nó lội lên luôn Vinh, Vinh ơi. Nè, mưa nè cả nhà, nó lội lên luôn nè, lên trên mặt luôn nè. Đó. Nè. Giống vỏ Trần Tâm với Nghĩa rồi. Nè cả nhà, gặp gì cũng khó thấy lắm nha. Đó. Và một đây con. Đây. Anh trong tràn nước luôn nè cả nhà. Đó. Khó thấy ghê chưa? À. Con này cả nhà. Rồi, con này to nè. Trời ơi, con dập hết biết dập luôn, chà bá dập luôn. Dập ở đây là dập bự, một bắt đây cũng 2-3 lần rồi. Lần này lần thứ 3 nè, dập bự không à cả nhà. Trời, đây con đó nè. Đó. Không phải bắt dập thì anh em nào cũng có bắt dập, nhưng mà nó tùy theo chỗ đó cả nhà, chứ không phải một nói hay gì, nhưng mà như mấy chỗ kia trời mưa quá là mình bắt không có được. Nhưng cái duyên của chỗ này à, nhưng chỗ này sẽ tự nhiên á, một lần đầu một đi á thì á, lần đầu á, nước cũng ngập vậy nè, một vô bắt có, cái lần sau một đợi cho nó trời nắng giúp dừng á, một cái dinh vô bắt lóc không có nhiều. Cái hôm nay á, một vũ Vinh đi vô thử coi, không ngờ vô, hôm nay vô thử lại có nước, tại vì mấy ngày nay mưa dữ lắm á cả nhà. Một thấy con đất ướt ướt nè, một vũ Vinh đi thì hôm nay hai chú cháu vô đây thì hên đây, rồi con dập to thì hên thì bắt thấy nãy giờ cũng bộn rồi cả nhà, ồ con dập nào dập đấy to. Bắt dập kiểu này làm sao đi mà đi về được, bắt hoài là bắt không muốn về luôn á nha. Vinh nãy giờ bắt bên khu bên kia kìa, không biết có không nữa, em vô à, đừng nói nó qua cái nó ôm nửa bao qua luôn đi con. Một quỷ dập này á, nó ình á, ví dụ chỗ nào có giờ là nó ình sẽ vòng 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 cho đó rất nhiều lắm cả nhà. Nếu mà mình nôn mình lo mình đi á, có thể mình không thấy. Có 5 con dập à, mà một cầm không hết luôn nè. Nè thấy không? To to không à. Vinh ơi. Bỏ dập vô Vinh ơi. Có 5 con dập thôi, một cầm không hết, một kêu Vinh qua lần bỏ vô. Đây về sao cầm hết được đây con nó nè, đó mình sẽ kiếm vòng vòng khu này đi, một đợi Vinh qua đây con dập nó cả nha. Đó. Nè, qua bỏ dập vô đi. Bảy con. Mình 7 con như vậy là mình cầm không hết đâu. Một con nào cũng to to, có Vinh bắt rồi cả nhà. 5 6 7 8. Ồ. Đây. 9 10. Quá trời luôn. Còn nữa. Là mới tăng này nghe cả nhà. 2 túi luôn. Hồi nãy là cái tăng hai mấy con là bỏ vô rồi. 11 12 13 14 15 17 con. Ừ, đã chưa? Dập cũng đều với đâu nhỏ. Ừ. Dập không có mặt dập, có cái dập này mập. Mập ghê.
bắt con nào mà bự bự rồi là môi không hết ngón tay, to lắm. Rồi trời ơi, mới đây nửa bao này cả nhà. Này một đi tiếp nha, một nhìn đi tiếp. Con dọp này đi qua lại người không thấy, dầm người không thấy, dầm người thì thấy nha cả nhà. Nhưng Vinh đi qua nè, dấu chân con Vinh đây nè cả nhà. Đó nè, Vinh lội vòng 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 đây nè, đã thấy dọc này đâu nè, một lần thấy. Không phải là mình gọi là hay, nhưng mà có người thì thấy, người không, cũng như đi cái cách hướng của nó đi xéo qua đâu thấy được nó đâu. Mình phất cái cây ra cả nhà, như chẳng hạn như một đi qua giờ một không thấy dọc mà Vinh nó đi lên sao thấy, cũng như mình phất một cái nhánh cây thành ra mình không thấy được cái con dọp đó. Và người sao người ta đi né một bên mà ta thấy. Dọp đó, dọp anh cú dây nè cả nhà, lú chỉ con miếng thôi, dọp bự nè. Đó ba con chào bá luôn nè Vinh. Nè đây cả nhà, con dập nó đòi lên nửa con, đó dập bự, dập này bự lắm, thôi ngồi con dập cũng nào cũng lần luôn, khủng hoảng, con dập đang thui luôn cả nhà, dập bự thiệt. Trời ơi con dập nè, ghê chưa. Trời, đây hai con luôn nè cả nhà. Đây này hai con luôn nè. Đó, đây nè. Thấy cả nhà. Đó. Đây con nè. Đã chưa? Làm vòng vòng cái bên vậy đó. Đây một bề tay nè, dập đây nó nè cả nhà. Ồ, dập to to không à Vinh ơi. Trời ơi con dập này thôi hết biết luôn Vinh ơi. Hết ổ rồi. Thôi cái con này hết nói luôn Vinh. Hồi lúc của con dập. Ghê cả nhà. Con này sai đầy hai túi luôn nè. Nè, bỏ vô Vinh ơi. Đây, trời ơi con dập nó dập mấy thôi. To cạnh luôn. Hồi con dập nè cả nhà. Dạy cho con về thôi. Trời ơi muốn đầy túi luôn rồi. Vô một khúc luôn. Hả? Vô một khúc luôn. Vô một khúc luôn. Ngay chú cháu vô một khúc luôn. Đành con nữa. Đâu. Đó, bỏ dập vô mà cũng thấy dập nữa nè cả nhà. Đây. Đây. Miệng nhọn quắc luôn nè. Trời ơi con này to mày ơi. Ờ. Trời ơi. Đã chưa? Đó không nó mang gì không nổi luôn. Mình chưa bắt kỹ hết được cái chứ. Nè, thắng bỏ vô luôn. Ủa, con này bự à. Trời ơi, con dập nồi nãy lú rồi nè cả nhà. Đây, một con này nè. Nhỏ nha. Con này vừa vừa nè. Con này mà không bự mới sợ nè. Đó con nữa kìa, bên kia kìa. Trời, hôm nay con nữa cả nhà. Ủa con này to to không? Ủa con này to to mà Vinh. Trời ơi dập. Con môi dập này lên nè. Ây da. Trời ơi. Con dập. Hết biết con dập khủng hoảng. Nè ba con này là con nhỏ cả nhà. Đó. Trời ơi bố con dập. Vô. Vô sâu rồi. Vô sâu rồi cả nhà ơi. Này rất mê luôn. Nãy bỏ mấy con kia vô chưa? Ừ.
đây nè cả nhà, nó lẩn trốn trong cái nhánh cây luôn, cái cây đè lên luôn nè cả nhà. Đó, đỡ ra thấy à, anh đưa lùm lên. Tính ra nó cũng dữ lắm chứ bù, nó trốn nó ẩn mình không. Nguyên con luôn phải không? Đó. Nửa con luôn mà. Đó. Ở cái dấu chân của mày đi hay gì nè. Đó. Đi. Nãy giờ mình đi một vòng đi không? Đi qua lại là thấy rồi cả nhà. Ở bên đây con nữa nè. Đó. Đó. Mình đâu có bắt mà kỹ hết được. Nè, cả nhà. Đó. Trời ơi, to to không chứ bụng. Không phải nhỏ đâu. Còn con nữa kìa chú Một. Đâu? Đó, xanh lè đó. Chứ thấy rồi đó, hỏi chứ bắt vậy mà còn không thấy mà. Rồi, bỏ vô tiếp coi nha. Đây tự ra đây cả nhà, qua những ngày mưa mưa gió nhiều quá dọp nó sẽ nổi lên luôn cả nhà. Đó. Khu có chỗ quá mình bắt không kịp tay luôn á, có chỗ thì mình đi không như vậy thôi. Này dập rồi cả nhà, ôi dập này to lắm nha, ôi dập đã thiệt, liên tục bắt liên tục như vậy không mà xách gì nổi cả nhà. Đây con nè, đó núp núp trong kẹt không à. Trời, đây con nè cả nhà, trong kẹt con hấp vậy không à, đó, to to không đã thiệt chứ. Vô mánh luôn. Giờ chú Vinh ơi, nó bỏ dọc chú Vinh ơi. Úi giời, trời ơi. Qua chỗ này mát nè Vinh ơi. Ngồi mới mệt luôn Vinh ơi. Nãy giờ hai chú cháu Một cũng đi tăng nãy giờ này kìa. Đó. Rồi, một bao đầy luôn rồi, dốc luôn rồi. Đó, còn chai nước em thèm uống nè. Rồi, hai sống. Hai chú cháu Một sáng giờ bắt được cái đây nè cả nhà. Đó. Cũng rắc nãy giờ cũng đi mấy tiếng hồ cả nhà. Ghê chưa, mê chưa, đã chưa. Bây giờ hai chú cháu Một sẽ nghỉ mệt. Trong khi nghỉ mệt thì cho hai chú cháu Một sẽ kết thúc phần 1 ở đây luôn nghe cả nhà. Cả nhà hãy đón xem phần 2. Và hãy đăng ký ủng hộ cho hai chú cháu Một để có động lực làm những video tiếp theo. Bây giờ phần 1 cho Một xin tạm dừng video đây. Phần 2 Một là với Vinh sẽ bắt xong rồi, nếu mà không có bao đựng nữa thì cởi áo đựng. Cởi áo đựng, nếu mà không có hết nữa thì mình chơi cởi quần đựng luôn. Lầy luôn á. Chơi lầy luôn. Rồi Một sẽ hai chú cháu Một sẽ đi nướng ăn trải nghiệm trong rừng. Hôm nay bắt cũng được bội thu nhưng mà tăng đầu như đây là quá nhiều rồi. Để tăng sau coi Một có thể nhiều hơn nữa hay không thì cả nhà hãy cùng đón theo phần 2 của Một. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video phần 2 nha.